ba. ngày mai là ba đi rồi, cho nên là muốn lấy một chút lời tâm tình của các con để mà chia sẻ cho anh chị em trong thân thể của Chúa ở khắp nơi trên thế giới. Ok, thì cũng đã có rất nhiều người biết về con là trước đây thì đã từng là tụng kinh gõ mõ đủ đường, nhưng mà từ ngày mà con đã gặp Chúa và Chúa đã thay đổi cuộc đời con rất là nhiều. Tất nhiên là không phải tự dưng mà Chúa thay đổi được con như vậy, mà cả bạn phải có đức tin nơi Chúa nữa. Nhưng mà con có thể tâm tình một chút là Chúa đã làm gì trên đời sống con trong những ngày qua nhé. Ok. Những lời ba nói thì con rất là cảm ơn, tức nhất là con cảm ơn Chúa. Không có Chúa con chẳng làm gì được. Amen. Con có Chúa là con cũng thay đổi rất là nhiều. Lời khen Thì lúc Chúa. trước con đi chùa, con đi theo những bạn bè, những người thân, đi nhà chùa. Trước khi sang Canada thì mỗi chủ nhật là cứ đi nhà chùa, có đứng tên bục gõ mõ cho những người tụng kinh. Thì con cảm ơn Chúa là có biết Chúa, những cái đó con phải bỏ đi. Và những cái hình tượng con cũng thờ phượng con không biết, thì con cũng dục. Những người mà bây giờ được biết coi tên cái clip này thì những lời nhắn nhủi như anh chị mà chưa biết tới Chúa thì cần nên tìm kiếm và tìm hiểu nhiều hơn để Chúa được cứu mọi người chưa biết tới Chúa cũng giống như Nhung. Trước tiên cũng cảm ơn ba bác là đưa dẫn đường cả gia đình con qua tới Cambe River nè để biết thêm một cái chỗ mới ở Canada. Thì những lời mà nói này là nhắn nhủ những anh chị em, những cô bác, nếu mà coi cái clip này thì cũng hết sức là cảm ơn và tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Con cũng không biết nói gì. Cảm ơn ông cha nuôi đưa dẫn hai vợ chồng và cả gia đình trên một chuyến xe đi 6 người dài 4 ngày. Đi ngày, còn những đêm thì vào khách sạn ngủ. Tới đây rất là vui mừng và rất là thích thú cái nơi này ở. Và cũng cảm ơn cha nuôi rất là nhiều. Nếu không có cha nuôi, có trước tiên là có Chúa dẫn tới chứ mà cũng không biết đường đi. Thì cũng nhờ có cha nuôi, ông cũng hướng dẫn thêm phần để biết tới đây. Cảm ơn Chúa và cảm ơn ba rất là nhiều. Cảm ơn Chúa, và nguyện Chúa sẽ tiếp tục thăm viếng đời sống của con và thay đổi đời sống con để con trở thành nguồn phước cho những người khác trong những ngày tháng sắp tới. Amen. Amen.